shop bán ác coi thuyết com là shop bán nạc, được mình lựa chọn rất kỹ hoàn toàn đăng ký ảo anh em mua về chơi an toàn khi chơi chán bán đâu cũng dễ lựa chọn hàng đầu việt nam vậy thì còn chờ đợi gì nữa vô ngay shop bạc coi thuyết mày com nếu hoặc bảy server vào chơi nào từ giá thấp đến giá cao có đầy đủ có đầy đủ vô ngay shop coi thuyết mày com nếu hoặc về chơi nhá Mọi người ơi, mọi người đã nghe tin gì chưa? Shop vàng ngọc 97 com vừa tăng giá vàng lên 2k8, 10k28 triệu vàng, 100k280 triệu vàng, 2k8, vàng, 2k8, ngọc 5.2 lên ngay shop vàng ngọc 97 com để ủng hộ cho còi nhé. Tôi là Còi, người ta hay gọi tôi là Còi da xanh, Còi Optimus hay là Còi ốc tiêu nhưng cái tên khá là quen thuộc. Tôi có thể chưa làm hài lòng được tất cả mọi người, tuy nhiên rằng với cái game Ngọc Rồng này tôi sẽ không ngừng cố gắng và phát triển để làm hài lòng tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em. Very. Cái tựa đề clip á, nó không nó không nói lên cái vấn đề gì đâu. Cái quan trọng là cái nội dung của cái clip này nè. Được chưa? Ok Cái tựa đề clip đó là tại vì sao người ta gọi tôi là trùm server 2 Đấy là cái tựa đề thôi, còn tôi nói gì trong video là kệ tôi Đúng chưa nhỉ? <laughs> vâng, quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay Đó là vẫn là cái chủ đề đó là tại vì sao người ta gọi là tôi là trùm server 2 Thì uh, mình có cái ạc Nam X, đó là Arc uh, ốc tiêu 957 ừ. Thì sức đánh mình, X của mình á, uh, sức đánh mình á, uh, Namek uh, cao nhất server 2 Đấy thì người ta hay gọi mình là trùm RAM Xe 2 thôi Còn bảy 7 Xe thì không đâu Và tại vì sao mà Không phải là tại vì sao tôi trùm Xe 2 Nhưng mà tôi là người ở Xe 2 Coi chiếc 7 Xe 2 Đấy Thì tại vì sao mà người ta gọi tôi như vậy Tại vì là hồi từ xưa tới giờ người ta gọi coi như vậy á Tại vì là coi xuất phát từ tay xe V2 Tại vì sao khi còi qua chơi xe 1 Mà người ta không bảo là mày cút về xe V3, xe V4, xe V5, xe V6, xe V7 đi Mày không cút về xe V7 đi, mày không cút về xe V6 đi Mà người ta cứ bảo là mày cút về xe 2 đi đó thì cái cơ bản đó là từ xưa chứ có chơi server 2 có chơi server 2 rất là lâu rồi từ 2010 mấy tới 2010 mấy 14 15 à Nói chung là từ lúc game đại khái là từ lúc game mới ra server 2 cơ cực kỳ lâu là hồi đó là mình đang học lớp 11 chứ sao ạ đúng rồi hình như hồi đó mình đã học lớp 11 lớp 11 lớp 10 thì nó cũng không nhớ lắm lâu lắm rồi nhưng mà đại khái là người ta gọi mình là trùm server 2 và cũng như là người ta gọi mình là à, uh, đến từ sale 2 cơ bản là tại vì thứ nhất đó là mình là youtuber nổi tiếng nhất và cũng xuất phát từ sale 2 và mình chủ yếu làm về sale 2 từ dz no st goku lks tường quy những ác xét ca pico quang hay là những ác này những ác kia đều xuất phát từ sale 2 cả những siêu phẩm của mình đều xuất phát từ xe 2 xét giáp 6 sao set né đòn 7 sao đều xuất phát từ xe 2 cả nên người ta gọi tôi là trùm xe 2 ừ, người ta gọi còi nha xin phép xưng là còi đi đó Đấy chứ uh, với lại là mình quen rất nhiều anh em Bữa trước là mình có làm một clip đó là Trùm săn bó xe 2 có những ạc như thế nào Đấy mình mượn ạc rất dễ Không phải mượn thậm chí là nó đưa anh còi à Nó đưa cho mình luôn Nói chung là quen hết rồi mấy thằng nó kiểu như là xe 2 này quen hết rồi Từ uh, group Hoàng Bách bận Năm mươi mấy, mấy, mấy thành viên là mình cũng quản lý group đó Mình trùm group đó luôn đó. Thật luôn mình trùm group đó luôn uh, Group còi ốc tiêu thì không nói rồi này Rồi mấy người như hồi xưa Hồi xưa từ xa xưa rồi là Ờ, từ mấy group ấy là mình đi lên là gọi là nó màn nhàn luôn kiểu như là người ta gọi mình là có tin bảy đến từ xe và hai và trùm xe và hai thì mọi người phải hiểu từ xưa cho mình thân thuộc xe và hai cả nào từ các ông đao to búa lớn này từ các bạn bé bé thơ thơ từ các anh ad group từ các bạn nhỏ nhỏ xinh xinh mình quen hết nói chung là vậy ở xe và hai thì nói chung là mình quen cũng nhiều quen nhiều nhất luôn À, nói chung từ mấy ông lớn kể cả từ xa xưa mọi người biết là từ hồi thời đại ca đại ca lê phước trung không hồi đó là trùm đồ sáu sao bảy sao hay là gian hô hay là à, long xin độ cũng là anh em ở trong đó cả trời ơi từ xa xưa rồi mà nói đó là mọi người biết rồi, tại vì xong người ta gọi tôi là đến từ server 2 rồi. Đấy, chính vì thế nên là mỗi lần qua mấy server khác người ta bảo: "Ôi thằng con cúp về server 2 đi, mình qua mấy server nó trải nghiệm thôi." Qua mấy server đó mình không có anh em thì mình không có chơi đâu, anh em phải nhiều cơ. Chính vì cái chơi từ rất lâu và chính vì cái sự quen biết nhiều. Và trong Facebook của mình có những cái nhóm như kiểu là bó server 2, Ngọc Rồng Sao Đen server 2, AD group này, AD group kia là họ đều có mình cả. Đó, thì ở trong đó là anh em chát với nhau, chính vì thế nên quen nhau hết à từ ví dụ như ở Ngọc trồng Sao Đen đi, từ những bạn như là kiểu như là uh, Lê Hoàng Trung Tín rồi thì bạn uh, Long rồi thì uh, mấy cái id uh, game vip, vip á, hay là kiểu như là thằng Mai Tuấn Khang là thằng Trùm mà săn Bó xe 2 mình từng làm một clip đó, nói chung là nhiều vái các trưởng nè. Nói chung là mình quen nhiều lắm mọi người ạ mình, Kiểu như mấy xe M2, mấy ác xe M2 Bây giờ mình mượn thì cũng dễ tại mình quen này mà Đấy chính vì cái quen đó Mà chính vì cái quen và chính chính vì cái chơi lâu đó Mình người ta gọi mình là trùm xe 2 hồi Xưa thì mình đã làm clip là bắt đầu xe 2 và chỉ xe 2 thôi Mình chỉ làm xe 2 clip mình chỉ làm xe 2 Mình làm clip từ cái đợt mà đi offline từ cái AK Nam Hồi đó, cái hồi mà đi offline 2016 á Trời ơi nó thuê cả offline kinh lắm mọi người Offline đó của Avatar Music làm tổ chức hay sao á nó mua nó thuê hẳn một cái sân vận động mình kể lại một cái chút offline nha nó thuê hẳn một sân vận động nó có cả pha lai cam bay mà thả xương á, thả nước xuống á, mát cực luôn đấy rất là xịn và qua tổ chức rồi ờ uh, nói chung là trong cái sân đó cứ một ngôi nhà có một ngôi nhà không? một ngôi nhà của ngọc Ronline, online một ngôi nhà của hải tặc tí hon một ngôi nhà của ninja đấy nó phân biệt ra rõ ràng nó offline vui cực mà nó đông vãi cả trưởng từ hồi đó là mình đã quen rất nhiều rồi từ cái tem fuko này fuko hồi đó cũng khá là nổi tiếng nhưng bây giờ người ta nghỉ hết rồi tài lớn hết rồi rồi thì từ những anh như là can nam giờ vẫn là chơi can nam hồi đó top một server mà trong vòng cả nửa năm đến một năm á là mọi người biết rồi mình quen từ hồi đó tới giờ quen rất là nhiều quen 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 rất là nhiều đó mà offline mình cũng đi offline theo tem này quen rất là đông rồi chứ mình thấy là người ta hay gọi mình là server hai trùm server hai đó đó là lý do là, là, là quen biết nhiều với lại là, là ngoại giao tốt thời trước khi đi offline là mình đã bắt làm đầu làm youtube rồi mình bắt đầu làm youtube nhưng mà chủ yếu là ghép nhạc thôi cũng được anh em ủng hộ khá nhiều sau này mình mới làm chính thức đó nên là mình cũng có tiếng TC rồi Mà hồi xưa đó là mình đã rất là chịu chơi rồi Mặc dù nghèo nhưng mà mình rất là chịu khó cày cuốc và chịu khó để tiền mua đồ Thí dụ như mình là người sở hai găng 6233 18% của Nam này Hồi đó là VIP nhất găng 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 VIP nhất này Rồi mình cũng là người làm clip đầu tiên về găng thần linh trái đất xe hai 27 sao này Găng đó hồi đó là được admin tặng cho đại ca Lê Phước Trung Và đại ca Lê Phước Trung đem mặc cho mình làm rồi à, mình là những người cầm những cái gang ấy nói chung là những cái găng mà gọi là đầu tiên là mình làm clip thì từ phải có những cái gì đặc biệt clip nó mới lên mình mới nổi tiếng được chứ đâu có phải công công ôi và cái ạc ra làm clip mà nó có view đâu đâu phải đâu mình phải gọi là là người cầm găng bảy sao đầu tiên của trái đất này clip đó trăm mấy chục nghìn lượt xem này à, là những người mà cầm ạc trùm mầm hai này rồi những ạc mà có đồ hút xem hai nhiều này nhất này rồi uh, có đồ bảy sao sức đánh xe v hai cũng nhiều nhất này thí dụ vậy đó thí dụ vậy những cái gì nó đặc biệt đặc biệt nó nổi trội á người ta mới chú ý đến bạn xe vào đó và bạn phải xuất phát từ xe đó và bạn phải làm youtube hoặc là bạn phải là người có kinh nghiệm lâu năm người ta mới gọi bạn là à thằng đó đến từ xe rồi nhắc tới thằng còi đến từ đâu xe 2 hai nhắc tới thằng còi là ai youtuber xe 2, hai đó đấy chính vì thế nên là mình hay quá xe một thì người ta chỉ nói một câu là thí dụ mình những thằng anti fan nó chỉ nói một câu rất ít người nói nhá cảm tất cả anh em đã ủng hộ mình nhưng mà rất ít người nói nhưng mà một số người bảo là ở ờ, mày về server 2 đi. đó tại vì sao người ta bảo tôi về server 2. Đó, chính vì lý do như vậy, bá mẹ server 2 nói thẳng. Nó thẳng toạc ra là bá mẹ server 2 rồi. Từ cái độ quen biết đến cái độ mà 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 mà, mà, mà uh, giao lưu để đến cái độ chơi lâu mà. Thực sự nói nói vậy mấy bạn server 2 thông cảm với mình nhá. Mình toác khoác mồm tí. <laughs> nói về cái độ chịu chơi ở server 2 thì rất nhiều người chịu chơi. Tuy nhiên mình cũng là một người chịu chịu chơi khá khá anh em à. để mà làm được set né đòn hay là set hai set bảy sao cho ốc tiêu chẳng hạn thì cũng tốn khá khá nên cũng gọi thuộc dạng gọi là hơi chịu chơi nhẹ nhẹ hơi chịu chơi nhẹ nhẹ một tí một tí thôi nhá đấy thì xe hai rất nhiều người chịu chơi nhưng mà đa số những người chịu chơi thì mình cũng quen <laughs> đấy nói chung quen hết mẹ rồi chính vì cái quen đó thì ai cũng ví dụ như mà chính vì những cái quen đó những cái người mình quen á những cái người từng nhắn tin mình á thì người ta nghe những cái lời nói của mình á thì người ta đến từ xe hai người ta nghe những cái lời nói của mình người ta không có chấp Người ta không có chấp, người ta không có nói lại Chính vì thế nên là mình tự sự Mình tự xưng mình trùm luôn Nói mồm hoài á Thì mọi người nghe riết nó cũng nhàn Vô game thể hiện Ờ ờ ha, thế thì câu hỏi nó lại được đặt ra là Tại vì sao mà còi nhiều xúc đến vậy Tức là hơn tận hơn 455k xúc cơ Thì cơ bản là hồi trước là mình đã làm ngọc rồng từ rất là lâu rồi và Ngọc Rồng này thì nói chung nó trải qua rất là nhiều thời gian rồi Anh em nói chung anh em chơi chán là nghỉ game hết rồi Hồi trước fan mình rất là đông Mình đăng tấm ảnh đến 19.000 like cơ mà anh em Thì hồi trước là fan mình rất là đông và sau này người ta nghỉ dần thì người nghỉ người nghỉ thì lại có người vô chơi đấy chính vì thế nên là nó cứ đông dần đông dần nên là kênh mình gọi là đông gọi là đông lượt đăng ký lên thôi thì bây giờ sẽ cho mọi người xem ở đây thì mình có nói chung là tất cả đều xem vào hai anh em nhá như ạc này là ở xem vào hai này đấy full 99 chín tỏi vàng full 99 chín tỏi vàng anh em nhá Tiếp tục là ạc này cũng xe vào 2, full 99 tỏi vàng, hai ạc, hai ạc, ạc này ạc thứ ba ạc này cũng đến từ xe v 2, và ạc này cũng là của mình luôn, full 99 tỏi vàng luôn anh em này Rồi ạc này tiếp theo, tiếp tục là ạc này, cô kê cô, ạc này cũng full 99 tỏi vàng, tiếp tục là ạc này ạc này cũng đến từ xe 2 và full 99 tỏi vàng, như vậy là ở đây là mình có là 5 mạc full 99 tỏi vàng Như vậy là mình sẽ có đó là một ạc tới 20 ô, mình sẽ có 5 mạc sẽ bằng 100 lần, mình sẽ nhân với lại 99 tỏi như vậy là mình có 9.900 tỏi vàng em nhá như vậy là mình sẽ có là tầm khoảng 365 tỷ vàng 365 tỷ vàng nên là mình chưa gom hết nhá Nếu mình gom hết mình có khoảng tầm 400 tỷ vàng như vậy với 400 tỷ vàng này 400 tỷ vàng này đi thì mình muốn phát cho mỗi người 100 triệu thì cũng phải tới 4.000 người phải 4.000 người mới phát được hết vàng của mình 4.000 người mỗi người 100 triệu mới phát được hết vàng của mình thì mọi người tại hiểu tại vì sao mà mọi người người ta hay mệnh danh cho mình cái tên đó là coi ốc thi thứ mày đến từ xe và hai đấy đấy 400 tỷ vàng mình nghĩ là mình là người có số vàng nhiều nhất xe và hai con mẹ nó rồi mình không biết có người nhiều hơn không nhưng mà mình nghĩ là mình nhiều nhất con mẹ rồi 400 tỷ vàng xe 2 thực sự là nếu như mà gom hết thì chắc chắn là sẽ là 400 tỷ vàng đây mình mở năm mặt có phun 99 thôi đây có những cái là phun 80 này nhưng mà đa số là full 99 hết rồi nhá anh em nhá Đến từ xe v hai hết Đa số toàn là vàng thật hết nhá Mình nhập mình gom từ rất là lâu rồi Mình gom tầm uh, nửa năm uh, Nửa năm đổ lại đây Thì mình gom hết lại đây Nói chung là lỗ mặc kệ lời mặc kệ mình không quan tâm Mình chơi cho đam mê mà Đấy thì đây uh, Nói chung là mình chả giàu có gì Nhưng mà mình gom được như thế này là cũng rất là kinh khủng rồi là Chỉ có xe v hai mình mới gom vậy thôi nhá Còn mấy xe V khác thì uh, Mình chỉ có khoảng 20 lần x99 là mình đủ bán rồi còn mấy xe v hai thì uh, mình gom hết xe v hai thì nói chung là mình nhập dần đều thôi Đấy chính vì thế nên là với 400 tỷ vàng này Mọi người cứ nghĩ nếu như mà mọi người thích đồ 7 sao 400 tỷ này Phang kiểu gì cũng full set Thậm chí là full vài set 7 sao luôn Đấy mọi người cứ nghĩ mà phun trong ngày nhá phun trong ngày luôn nhá Mà thậm chí là để mà phát mỗi người 100 triệu thì cũng mất 4 ngàn người Phát mỗi người 200 triệu thì cũng tới 2 ngàn người phải phát xong Kinh khủng chưa Mà để giao dịch hết toàn bộ số vàng này Thì cũng phải mất uh, mấy chục tiếng đồng hồ Hơn một ngày Tức là giao dịch liên tục đấy Để giao dịch hết số vàng này mà giao dịch một lần 100 triệu đấy Thì cũng phải giao dịch hết mấy ngày mới xong đấy Không phải đùa đâu Giao dịch hơn hơn một ngày mới xong đấy Không phải là đùa đâu Đó Chính vì thế nên là Mọi người thấy rồi đấy Mình đấy năm mặt nhá một ạc này Đây ạc thứ hai này tắt này Ạc thứ ba này tắt này Ạc thứ tư tắt này Rồi đây là ạc thứ năm Đấy, ok đầy đủ luôn Rất là màn nhán Và còn nhiều điều gọi là chưa kể đâu đến từ và hai từ xa xưa rồi nhưng mà làm clip thì chủ yếu làm ngắn gọn dễ thương xúc tích thế này thôi chứ không nên làm quá dài anh em xem nó nhàm chán đấy rồi clip tiếp theo thì mọi người thích như thế nào thì cứ comment bên dưới nha mình sẽ làm theo ý kiến của mọi người rất tuyệt